Mùa giải năm ngoái, các trận tranh cúp truyền hình BRT thi đấu trên sân bóng của huyện Long Điền. Có lợi thế sân nhà, nhưng các đội bóng Long Điền đều bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Quyết tâm cải thiện thứ hạng, năm nay, Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện Long Điền đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Điền tổ chức bài bản giải bóng đá thiếu niên di động nhằm tuyển chọn những vận động viên xuất sắc nhất chuẩn bị tham gia dự cúp truyền hình BRT. Trong số những nhân tố xuất sắc được lựa chọn, em Nguyễn Đặng Hữu Nhân được đánh giá cao cả về tố chất chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu. Nguyễn Đặng Hữu Nhân là đội trưởng của đội U11 xã Phước Tỉnh. Trong lối chơi của đội bóng này, Hữu Nhân đá ở vị trí một hậu vệ để bao quát toàn bộ đội hình. Bên cạnh khả năng bao quát của đội trưởng, Hữu Nhân còn sở hữu kỹ năng dứt bóng hoàn hảo. Những pha dứt điểm của em rất uy lực và có độ chuẩn xác cao. Minh chứng là dù chơi ở vị trí hậu vệ nhưng Hữu Nhân lại là một trong hai cầu thủ U11 xã Phước Tỉnh ghi nhiều bàn thắng nhất, góp công dẫn dắt đội nhà lên ngôi vô địch giải bóng đá thiếu niên nhi đồng huyện Long Điền năm 2020. Số 2 thì cầu thủ đó toàn diện là đội trưởng dẫn dắt các đội Phước Tỉnh là tới chức vô địch của huyện Long Điền và sẽ cố gắng hơn là cho các em tập luyện nhiều và để dẫn tới cái cúp BRT của tỉnh. Con cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi giúp U11 Phước Tỉnh vô địch và nhận được cúp ở huyện Long Điền và con mong con sẽ tỏa sáng ở cúp truyền hình BRT. Thi đấu bùng nổ ở giải cấp huyện, Nguyễn Đặng Hữu Nhân được lựa chọn vào đội tuyển U11 huyện Long Điền. Đặc biệt hơn nữa, giữa tháng 6 vừa qua, dự thi vào Học viện Juventus Việt Nam, Nguyễn Đặng Hữu Nhân đã xuất sắc vào đến vòng chung kết. Và với thành tích tuyệt vời của mình, Nguyễn Đặng Hữu Nhân sẽ là cầu thủ tỏa sáng trong tranh cúp truyền hình BRT năm 2020.